tô son, đánh má hồng, chải tóc hoặc thậm chí là xịt nước hoa lên cả bức tường. Những tờ tiền được nhồi nhét vào bức tường, kể cả là tượng Phật. Những vật phẩm lạ, tiền vương vãi khắp nơi nhưng không ai dám lấy. Mọi người đến đây với một mục đích chính là cầu tài lộc và sắc đẹp. Không chỉ có người dân Campuchia mà không ít người Việt Nam vượt hàng trăm cây số đến nơi này. Một ngôi chùa linh thiêng bậc nhất với người dân Campuchia mang tên Wat Pen, hay tiếng Việt là chùa Bà Bên. Tên gọi của thủ đô Phnom Penh cũng bắt nguồn từ truyền thuyết này. Phnom Penh có nghĩa là ngọn đồi Bà Bên. Hôm nay cùng Bùi Hồ vào khám phá ngôi chùa linh thiêng này nhé. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày thứ ba Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Và sáng ngày hôm nay thì được chú ba chở Bùi Hồ cùng các anh em đi đến một cái ngôi chùa có tên là chùa Bon Wat, hay còn gọi là với tên tiếng Việt là chùa Bà Bên. Đây là một trong những ngôi chùa cổ có niên đại hơn 700 năm tại thủ đô Phnom Penh này. Và khi đến chùa Bà Bên này thì mọi người đều cầu cho mình một tài lộc làm ăn. Và để tìm hiểu thêm về ngôi chùa, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là các anh em vào bên trong nha. Và trước khi vào thì hình như là Phong có mua được vé ở đằng sau á. Và bây giờ một canh mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Ngôi chùa này thì khi mình vào đây thì mình mua với giá là $1, tương ứng với lại 23.000 đồng tiền Việt Nam. Và đây là trong cái khuôn viên ngôi chùa Bà Bên, một trong những cái ngôi chùa khá là linh thiêng của người dân Campuchia. Và bây giờ thì mình sẽ bước lên những bậc tam cấp như thế này. Từ thành phố thì khi mà bước vào thì chúng ta sẽ mua một cái vé và sau đó là lên cổng chính và chúng ta gặp đặt ngay mắt mình là tượng Bà Bên. Và đây là bức tượng của bà. À, sáng nay thì lại đây thì mình thấy mọi người có cúng một số cái vật phẩm, có lẽ là mình xin phép tài nha, như là cao và thuốc hút. Ở đây là có một bó như sắp lại và các tiền cây và các mẫu chiếu mảnh của mình không biết là gì luôn. Tương truyền rằng thì xưa kia nơi đây là một cái khu vùng đất trũng và đầy nước. Bà Bên là một trong những người mà có giàu nhất ở trong cái vùng này. Thì khi đó bà mới gặp vớt được một cái khúc gỗ gồm có 4 tượng Phật. Và bà cho những người dân ở trong vùng mới đắp lên thành một cái gò cao như thế này và thờ bức 4 bức tượng Phật đó. Thì sau này người dân họ đến cầu tài lộc và làm ăn khấm khá lên. Thì sau khi bà khấm khá lên và sau khi bà mất thì người ta xây cho bà bầu cái bức tượng ở tại ngôi chùa này luôn. Rồi và đặt cái tên ngôi chùa này là chùa Bà Bên hay là chùa Wat Pen. Cái từ bên có nghĩa là đầy. Và cái thủ đô Phnom Penh nó cũng, mình nghĩ thì nó cũng có một số cái tư liệu nào nó liên quan đến cái từ Bà Bên như thế này. Đây, mọi người có thể thấy là một cái bức tượng màu vàng ha. Hai bên ở bên đây là có gắn thằng Naga. Gắn thằng Naga là một trong những con linh vật mà không thể thiếu trong các ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông. Gắn thằng Naga này thì có 3 đầu. Mọi người thấy 3 đầu ở trên có một cái mái che. Và bên đây thì có tượng một cái quân lính như đang cầm một cái thanh gươm. Bên đây thì mình thấy một số tự tiếng Anh như là Quang Xuyên Cô, Xuyên Việt, Si Sục Panh. Và bên đây hình ảnh một số người người dân Campuchia đang dâng một cái lễ vật gì đó. Mọi người có thể thấy ha. Và ở đây khói nhang vẫn còn nguyên nhất nè. Bên đây thì mình thấy có được 2 cái tấm bia và bên kia là một cái gò đất cao. Và bây giờ thì mời mọi người cũng như là cô bác quý anh chị tiếp theo đi lên tham quan trong cái khuôn viên chùa nha.
đây là những tấm bia. Trong cái khu nguyên chùa này thì khá là rộng lớn. Bây giờ mình sẽ bước lên cái bậc tam cấp như thế này. Đây là một cái gò đất á, do mọi người có tuyên truyền với nhau rằng là cái gò đất này do bà thuê những người dân mà đắp lên để thờ các tượng Phật bà giết được. Thì mình không có biết rằng là các tượng Phật đó bằng gỗ nó còn hay không. Và đây là những cái giống như là những cái vòng thành á. Đây là những cái vòng thành được xây nên bởi những cái viên gạch như thế này. Và trên kia thì mọi người có thể thấy là tượng cái con linh sư, là một con sư tử linh thiêng trong chùa Câu Chiên. Mình đi theo cái hướng này thì nó cũng khá là thú vị khi đặt vào mắt của mọi người. Ở đằng kia mình mới thấy có cái việc mà chơi bùa ngải á mọi người. Coi bói á, thì ở Campuchia này nó cái việc mà coi bói cũng như là xin bùa ngải các sư đều có, trong chùa đều có hết à. Cũng như chú ba có chia sẻ một cái câu chuyện, nếu như mà chùa mà các sư á mà không biết bùa ngải á thì Phật tử họ sẽ không vào ngôi chùa đó. Đây mọi người có thể thấy là kiến trúc của chùa khá là độc đáo, và đặc biệt là chùa Nam Tông thì kiến trúc nào cũng đẹp và mang một cái dấu ấn điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Và điển hình trước đây, một cái nguồn gốc của sự kiến trúc điêu khắc đó là đền thờ Angkor Wat của Campuchia, mà ở trong vài clip tới đây thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý vị xem. Vô đây thì mình phải mang khẩu trang, ở chỗ vắng thì mình tháo khẩu trang ra để cho mọi người có thể thấy. Đây là cái con linh sư rất là lớn. Ở đây có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khá lớn. Video mình hỏi có thể quay video được không? Chùa này thì không có sư nữa. Bây giờ mình sẽ hạn chế nói chuyện để giữ một cái sự thanh tịnh nha. Đất nước trong kia thì họ rất là chuộng hoa sen và trắng như thế này, và người dân trong kia họ tín ngưỡng đến nỗi mà họ bỏ cả những cái tờ tiền như đây này, tiền được khắp nơi như thế này, và họ không bao giờ, những người Phật tử không bao giờ vào đây họ lấy tiền, dù họ có thiếu thốn hoa sen xem cho tự đi xem luôn.
tay của bà bên đó thì cầm một cái bó hoa sen, và bên đây thì cầm tôi thì thấy rất là nhiều từ được quảng hình của tôi. Và mọi người có thể thấy đây là tiền, là thậm chí là trang điểm cho môi của bà này, mắt của bà này, mi của bà này, đeo vàng, những cái đây là những sợi dây chuyền vàng thật đây. Và bà này mặc một cái trang phục khá là độc đáo, là trang phục của trong khu. Và bây giờ mình sẽ coi một số thiên nhiên cấp chúng ở đây ha. Các bức tượng ở đây rất là quý luôn. Rồi mọi người có thể thấy, tôi nói cái gì có thể thấy. Cho nên thì có, đặc biệt là chùa Cam đó thì nó nổi tiếng với lại bức tượng Phật bốn mặt. Lưu ý là khi mà đến đây á, tiền vàng ở đây á, thì mọi người không được lấy. Vì khi lấy về thì mình sẽ không may mắn. Đây gãy nhất những khách mời nữ ở dưới này là có núi hoa sen là đều có đồng tiền hết rồi. Và họ tin rằng khi mà kiếm tiền tài ở những cái bức tượng như thế này thì họ sẽ làm ăn trong khác. Mình thì theo Phật giáo thì nghĩ thì tiền bạc thì chỉ là một cái phương tiện nào đó thôi. Nhưng mà họ ở đây là một ngôi chùa đầy tiền giải rác khắp nơi luôn ha. Mình ví dụ ở đây có cả tiền Việt Nam nữa nè. Mình sẽ quay cái hết trong chánh điện này và cũng như là cái lực cái việc mà thầu cúng ở đây cho mọi người xem. Tiền vàng gãy nó khắp nơi nhưng mà không có ai dám lấy à. Hot mua nữa. Cái cô này đang chuẩn bị một số sinh lễ để mà cúng lên tượng bà bên hay sao á. Và mình có bắt gặp được một cái bạn Phật tử là người Việt Nam. Và chắc có lẽ là mình sẽ hỏi về cái cách cúng như thế nào để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn nha. Đây mình thấy có hai cây đèn cầy rất là lớn, và giữa hai cây đèn cầy lớn này thì có một cái tượng của Vua Thần Ma Gia, và trên đó họ cắm một cái
những cái đường cày như thế này, này. Và mọi người cứ đến đây kiếm tiền là trái cây nè, và thậm chí là cả bánh bao, và mình không hiểu là cái trái dừa đó là như thế nào. Việt Nam. Long Việt Nam, Đồng Tháp. Đồng Tháp. Miss An Giang. Tôi An Giang. Cô An Giang, cô nói chuyện tiếng Việt được không? Dạ, An Giang. À. Thẹt An Giang. An Giang. Châu Đốc, Tỉnh Biên. Năng anh. À. Cô nói chuyện tiếng Việt được không? Dân chung. Không gần. Dạ. À. Cô này cũng cũng biết về Việt Nam, cô nghe mình nói chuyện tiếng Việt Nam nên cô biết. Xem. Mà nó mẹ. Bây giờ mình sẽ đi ra phía sau nha mọi người. Đây là những thông tin vàng khắp nơi đây. Và mọi người không biết là cái hoa sen này để làm gì nữa. Khi mà đi vô những cái ngôi chùa hoặc là đi qua đất Campuchia thì mình đặc biệt là không được có lòng tham nha. Và ở đây có một cái bức tượng mà mọi người cũng đang cúng ở chỗ này. Một là cũng là tượng của ba bên. Đây là một ngôi tượng cổ của tuổi đời 700-800 năm đó. Có một cái tảng đá kìa. Có một cái tảng đá khá là lớn, đây là đá cẩm thạch. Và ở đây là tượng Thích Ca Mâu Ni. Cái tiền này là cái tiền cô cối bùa chú á. Mình cũng rất là ngại khi đi đến đây. Trong đó mình thấy có một cái đầu hương. Và đây là tượng của ba bên này. Ở ngoài cái khuôn viên của ngôi chùa, và mọi người cũng có thể thấy là bà đang tròn một cái khăn màu vàng và đội ở trên đầu một cái mão và đeo rất là nhiều vàng, và môi của bà thì lúc nào cũng có một cái màu gọi là màu đỏ, vì các mọi người đến đây cầu tài họ sơn lên. Mở anh điện ạ. Bà này có bố như sao? Trong mọi người. Trong mọi ไอ้กับบ้านที่มาเหมือนกันมาได้ไอ้มันได้ไม่อันนี้ก็มานี่แค่นี้จ้ะนี่มาเก็บไปเลยหมดโครงชาวโทรให้บ้านนี้ได้ไง
Ở đây thì mọi người có thể để ý là thấy là rất là ít cấm ngang, mà chỉ cấm này cày thôi. Đại tiên nó vô cái tăng chanh á.